Hello cả nhà, hôm nay em lại về cho quý anh chị được một thùng hàng quý anh chị nhé Hàng gì thì chúng ta hãy dành vài phút ra để kiểm tra nhé Em sẽ kiểm tra và tổng quan và đánh giá cái hàng này là hàng gì Thật ra thì hàng này em cũng mới nhận thôi, em cũng chưa biết bên trong là cái máy gì Nhưng mà chắc chắn là cũng nhiều quý anh chị quan tâm sản phẩm này và cũng hỏi em khá là nhiều lần rồi Thì cũng rất là cố gắng để có thể nhập về một cái đơn hàng như thế này anh chị nhé thì rồi trong đây thì quý chị đã thấy ngay là sản phẩm mà. điện thoại này nhìn qua thì sẽ biết ngay con này là S10 Plus con này là hàng V60 nha anh chị nhé số lượng này chắc cũng không nhiều lắm đâu đây em xin phép em lấy ra nhé đây V60 này từng buộc từng buộc cái này rất là chắc chơi luôn đấy V60 anh chị nhé và tình trạng máy như thế nào giá thành ra sao thì đợi em nghe một chút em Huy sẽ test kỹ cũng như là sẽ trình bày một cách chi tiết nhất những sản phẩm này để cho quý anh chị cả nhá và quý anh chị đừng bỏ lỡ cái video này quý anh chị nhé em Huy xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều và đợi em một chút thôi em Huy sẽ quay lại với quý anh chị ngay hai xin chào và cảm ơn quý anh chị đã quay lại nhá thì hôm nay như lúc bóc hộp thì em đã bóc được những sản phẩm như sau này đầu tiên là sản phẩm LG à, LG này là LG V60 cả nhà nhé V60 Thiên Quy mức giá nó chỉ là loanh quanh 3 triệu 680 nghìn đồng thôi cực kỳ hấp dẫn với một con máy dung lượng RAM là 8 bộ nhớ 128GB là thứ nhất chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865 Plus cực kỳ mạnh mẽ thứ hai thứ hai là gì ạ sản phẩm và bên em cũng đã test rồi và được uh tương đối cả cả nhá test xong thì em đã lên lít rồi nói chung là khá là nhiều tình trạng khác nhau từ máy đẹp đến máy xấu các thứ có bên em bán hàng rất kỹ nên là những cái lỗi dường như là rất là bé bé khách hàng khó phát hiện ra em vẫn báo thứ hai nữa là trong hộp có thêm một con uh, XZ2 Premium nữa cả nhá con này thì cấu hình cao snap 845 màn hình 4K cực kỳ sắc nét nha và cam cụ cũng khá là ngon cam sau cam chính 12 1 k cam 19 chấm cam trước 13 megapixel nữa con máy này giá rất là rẻ nhé hơn hai cụ chút thôi nhưng mà nhìn rất là ưng luôn màn hình 4k nhé màn hình 4k tiếp tục giới thiệu anh chị thêm nữa là dòng Note 20 Ultra thì em có là mức giá là loanh quanh 6 cụ rưỡi thôi máy 2 sim 2 sóng và là phiên bản Mỹ cả nhá RAM 12 bộ nhớ 128 con này thì chạy chip rất mạnh nhá Qualcomm Snapdragon 865 Plus định cao trong tầm tiền luôn Tiếp theo nữa là con nút 9 nha, nút 9 có phiên bản 512GB giá hơn 3 triệu thôi. Ngoài ra còn có một số con nữa. Cuối cùng là sản phẩm Pixel 5A cả nhé, Pixel 5A 5G. Con này thì nhiều shop em thấy bán nó mức giá là nó 4950 nhưng mà em bán là quý anh chị rẻ hơn được vài trăm nghìn máy thì các thứ ok la luôn màn đẹp không ngồ ám không phân màu gì rồi thì em xin phép là giới thiệu chi tiết luôn máy bên em ấy thì sẽ được bảo hành 3 tháng lỗi một đội một trong 10 ngày đầu là thứ nhất thứ hai nữa thần những cái máy như kiểu là nốt 20 ultra nốt 9 sẽ được tặng miễn phí là sạc cáp Dán và những sản phẩm như V60, XZ2 hay là uh, Pixel 5 g sẽ được tặng là sạc cáp và miễn phí ship nhá Tất cả máy đều được miễn phí ship hết và tất cả chi phí đến tay quý anh chị là cái giá tiền em ghi ở đây luôn Thì quý anh chị lưu ý giúp em là bên em có cái dịch vụ được như vậy thì nó khác những nơi khác Sau đây em giới thiệu luôn nhá Quý anh chị muốn xem gì trước ạ? Rồi, à, quý anh chị có gì comment thì góp ý bên dưới giúp em nhá Đầu tiên là V60 đi V60 thì em có một số sản phẩm thì em đi qua nhá một lượt nhá cái này thì làm cái keo keo này lau sẽ sạch nhá. V60 này, đầu tiên là trước này email là 7376 quý anh chị nhá. 7376 thì sáu uh, lưng cũng đẹp nhá. Để em một chút em lau qua một chút với cồn cho nó sạch sẽ nhá. Rồi, đây sáu 60 nhá. Con này thì RAM 8 bộ nhớ 128 chạy con chip Qualcomm Snapdragon lăm rất mạnh mẽ. Pin 5000 mm giờ nhá, cấu hình cực kỳ cao luôn. Con này giá là 3 triệu 680 tặng sạc cáp và miễn phí ship cho quý anh chị. Email là 7376. Con này ấy thì tình trạng như sau này, đầu tiên là lưng đẹp nhá, lưng rất đẹp này, đẹp như mới nhà cả nhà nhá. Con này thì bạn Mỹ có 5G. Khung viền thì các cạnh thì em thấy là như này này. Cạnh, viền thì cạnh này còn ni lông này Ở đây có tróc một xíu sơn bé bé thôi đấy còn cạnh viền thì các cạnh thì vẫn còn ni lông nha tổng quan khung viền còn còn đẹp nhá em cứ bảo còn đẹp đi máy cũ này đẹp lắm rồi màn hình thì cũng còn đẹp này màn hình thì không có xước sát gì luôn quý anh chị nha à, con này sẽ có loa kép và máy chạy một sim nha có loa kép thì có một loa trên một loa dưới con này thì màn hình nó có lưu hình nhẹ thôi có lưu hình nhẹ nhẹ, nhẹ. quý anh chị nhìn rất là kỹ sẽ thấy là cái hình biểu tượng icon bé bé ở đây này cũng như là cái biểu tượng tìm kiếm ở đây thì có thể là khách cũ người ta để cái biểu tượng này hơi lâu nên là nó sẽ bị lưu hình nhẹ nhé cả nhá thì mình xem có video cũng khá là dễ để hình dung nhé cả nhá thì con này em để quý anh chị mức giá là ba triệu sáu trăm đồng thôi còn máy zin ngon nhá mọi chức năng hoạt động ok cam sau con này cũng rất là sắc nét nha cam cũng rất là ngon bên em test kỹ rồi nên là quý anh chị cũng không cần phải chia sẻ đâu nhá con này là pin tận đến là 5.000 mm RAM 8 bộ nhớ 128 chạy con chip 865 rất là mượt nha. Mức giá con này là 3 triệu 680 000 đồng miễn phí ship toàn quốc tặng sạc cáp nhanh LG chính hãng luôn nha quý anh chị. Là sản phẩm thứ nhất. Thứ hai nữa cũng là một chiếc LG V60. Con này thì có cấu hình nó cũng tương đương như con kia. Lưng thì đẹp nhá, lưng đẹp như mới cả nhá. Nói chung là lưng rất đẹp này, kính cam các thứ rất đẹp nha. Khung viền thì cũng có tróc nhẹ nhẹ sơn thôi, rất bé thôi. Cả nhá. Tổng quan khung viền còn tương đối là đẹp. Đấy, thì à, màn hình con này thì cũng là màn hình đây cho cả nhà xem này giá con này là 3 triệu tám trăm nghìn đồng thôi IMEI là 8815 nhá một à, năm màn hình con này cũng đẹp không à mố không phân màu gì quý chị nhá màn hình rất đẹp luôn máy về lắp sim là dùng à, chạy một sim màn hình con này ấy thì nó có bị tróc thủy một chút xíu ở đây cả nhà thấy chưa đây nhé cả nhà thấy rằng đây? đây có một cái đường sơn màu xanh bên mép màn hình này bên mép ngoài thôi ngoài kính thôi thì đến đây nó bị tróc một chút đường sơn màu xanh này một chút xíu ở đây thôi đấy mà không ảnh hưởng đến hiển thị nhé màn hình tận bên trong này cơ cái đường sơn màu xanh chỉ có một chút mép bên này thôi bình thường em bán tầm 4 triệu tư thì hôm nay em bán được cái gì là ba tám tám nhá đã bao gồm là phí ship và tặng sạc cáp nhanh chính hãng LG rồi một chút tróc sơn bên ngoài mép à, tận tận bên mép này thôi đấy, bên ngoài kính thôi chứ không ảnh hưởng gì đến màn hình nhé và cái này cứ dùng thoải mái không vấn đề gì đấy, thì màn hình cũng đẹp không ồ ám không phân màu gì có loa kép bên trên bên dưới luôn âm thanh này rất hay nhá, con này để cho quý anh chị là 3 triệu 880.000 đồng IMEI là 8815, RAM 8, bộ nhớ 128 nhá 38815 này là chiếc LG V60 thứ hai Tiếp theo nữa đến một chiếc LG nữa thì em giới thiệu cho quý anh chị xem thêm con này này Con này là Sony XZ2 Premium à, Premium nghe cái tên đã thấy oách đúng không quý anh chị Con này là RAM sẽ là 6, bộ nhớ 64 nhá Chạy con chip Qualcomm Snapdragon 845 Cùng thời con chip 845 thì thứ nhất là sẽ có con nút 9 Thứ hai là có con S9 Plus thứ ba là có con có con LG G7 mấy con này là cùng chip 845 nhé con này thì màn hình 4K 5.8 in kính là kính Gorilla Glass nhá cực kỳ là đẹp này sắc nét đúng không ạ quý anh chị nhìn qua này thấy kính rất là ưng luôn đúng không ạ cam sau cam chính là 12 chấm một cảm biến nữa là cũng là 19 chấm vân tay một chạm phía sau thiết kế rất đặc trưng nhé màn hình thì màn hình 4K cả nhá, màn hình 4K quý anh chị thích tận hưởng cái công nghệ màn hình, công nghệ màn hình là tấm nền IPS 4K. Nói chung là công nghệ rất là hay và màn hình rất là đẹp nhá. Con này mà đẹp không ngồ ám, không phân màu gì và màn rất là chân thật tại vì tấm nền là tấm nền IPS cả nhà Cam thì rất là sắc nét nha, cam sau cam trước đều rất ok. Mức giá của nó thì rất là hợp lý. Mức giá con này nó chỉ là bao nhiêu ạ? Nó chỉ rơi vào là 2 triệu 380 000 đồng thôi. Đấy màn mụn các thứ ok la màn đẹp không ồ ám nha. 2 triệu 380 000 tặng sạc cáp, miễn phí ship toàn quốc. Con này thì RAM 6.64 nhá, màn hình 5.8 này, 4K luôn, rất là phù hợp trong tầm tiền đúng không ạ? Rồi, xin phép để qua một bên, tiếp tục giới thiệu quý anh chị một con Note 20 Ultra đi, Note 20 Ultra thì em có mấy con này em giới thiệu luôn nhá Rồi sau đó đến Note 9 là Pixel 55G, con này nó chỉ là hơn 4 cụ thôi, rất là hợp lý À, con này thì là Note 20 Ultra này, con này email là 5361, RAM 12, bộ nhớ 128 GB. Email là 5361 nhá. Con này thì máy bạn hai sim hai sóng, RAM 12, bộ nhớ 128 GB. Lưng thì rất đẹp nhá Con này mấy cái máy này thì tỷ lệ thay lưng cũng khá là cao, trên 60%, nhưng mà lưng vẫn là lưng zin nhá. Đấy thì báo luôn cho quý anh chị thoải mái. Khung viền cạnh trên đẹp, à, cạnh bên thì cũng còn đẹp, cạnh dưới các thứ còn đẹp nhá. Lưng thay thì có thể là do lưng vỡ hay gì đấy. Chung là đa số là do vỡ lưng quý anh chị ạ. Và cũng có những cái lưng nó bị xấu quá thì thay con này ra 12 bộ nhớ 128 này máy hai sáu mươi nha máy này được tặng là dán màn ốp lưng và miễn phí ship toàn quốc cả nhà nhé con này thì màn đẹp không màu ám không phân màu gì có một cái chấm kim cực kỳ bé ở trên màn hình thôi một cái chấm kim rất bé này nó bé xíu ở mép này thôi và dùng thoải mái nhé không lo loang luôn và màn hình nó có sức lông mèo của anh chị ạ màn hình có sức lông mèo như hình nhá thì có sao thì em bảo vệ luôn cho thoải mái và em sẽ tặng quý anh chị là miếng dán ppf để che những cái xước này che thì cũng phải che được 80% nói chung là dùng rất là thoải mái và mình bật màn hình lên thì nó cũng không ảnh hưởng đến khả năng hiển thị quý anh chị xem qua video đã thấy là bật màn hình lên là dường như không thấy trước còn lúc mình, lúc mình tắt màn hình đi nhìn trên màn hình thì thấy thì con này để cho quý anh chị là 6 triệu 500 nghìn đồng email là 5361 ra 12 bộ nhớ 128 nhé bên em đã, đã tặng xà cáp ốp dán và miễn ship toàn quốc cho quý anh chị rồi nên là mình cũng vui vẻ giúp em nha rồi tiếp tục đến em thứ hai này con này thì có một chị email là 5497 con này giá cũng 6 triệu rưỡi nha, nốt 20 Ultra 5G RAM 12 bộ nhớ 128 thì tình trạng này lưng là lưng thay mới nhé anh nhé thay mới vẫn là lưng zin không viền thì vẫn còn tương đối là đẹp quý anh chị nha bút S pen à bút con này sống nhá bút S pen vẽ viết bình thường có điều kiện từ xa luôn màn hình con này thì kính cũng có sức nhẹ nhẹ thôi về các bạn thì cho quý anh chị xem qua này đấy nói chung là bút S pen nhá cho quý anh chị xem qua cái bút S pen nó sử dụng như thế nào nhá mình kéo lên sẽ thấy là kết nối này pin 100% phần trăm rồi được chưa bút S pen này chụp bệnh nhá bấm một cái chịu bệnh được chưa rồi bấm một cái là chụp ảnh này bấm hai cái là gì ạ bấm hai cái nhé hai cái nào là bật camera sau bấm hai cái nữa bật camera trước bấm hai cái nữa bật camera sau ok chưa rồi đầu tiên là giữ này quay bên phải quay tròn là zoom to ra quay tiếp bên phải tiếp là vẫn là zoom to ra tiếp quay tiếp bên phải tiếp zoom to ra tiếp được chưa quay ngược lại là zoom bé lại Đấy, nói chung là quay ngược lại là zoom bé lại. Đấy, được chưa ạ? Đây sẽ có nhá, chế độ trước này, chế độ tiếp theo ví dụ nhá. Đây, em chuyện này. Đấy, quay video, quay qua. Đó, à, ảnh, thấy chưa? Hay rất hay nhá, rất thú vị luôn. Cái bút này rất là nhiều công dụng và bút khá là đắt, bút này 350 một cái. Màn hình con này thì cũng đẹp không màu ám, không phân màu gì nhá. Con này em lên cho quý anh chị này, con này thì mà nó không à, có có lưu hình nhẹ nhẹ ở đây, lưu hình nhẹ nhá cả nhá. Và màn hình có đốm này, thì có một cái chấm ở đây này một vài chấm li ti thôi rất bé thôi cái đốm này dùng thoải mái không loang nhá nhiều cái trường hợp nó bị đốm là do bị va chạm va đập Quýnh chị ạ bị rơi thì nó gây đốm thì cũng có cả nhá mình cứ dùng bình thường cẩn thận giúp em là được còn loang lụng thì bình thường nó không tự nhiên nó loang đâu anh chị nhá con này thì máy hai sim hai sóng này cho quý anh chị xem này con này giá là 6 triệu rưỡi email là năm bốn nha rồi quý anh chị thích con nào thì bảo cho em con này thì cũng thay lưng mới đấy ạ. Nói chung là máy móc có sao báo vậy luôn. RAM 12 bộ nhớ 128 nha. cam kết là main zin, màn hình zin cho quý anh chị thoải mái sử dụng. Và con này sẽ là máy bạn 2 sim nhá, đều là 2 sim hết. Hôm nay em lên nút hai môn cho là 2 sim 2 sóng hết. Email là 5497 2 sim RAM 12 bộ nhớ 128 nha. Con này thì có đốm. nói chung là giá rất là hợp lý là 6 triệu rưỡi nha. Đã bao gồm phí ship toàn quốc, miễn phí ship toàn quốc, nhận hàng kiểm hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Tiếp tục lên thêm cho quý anh chị một con nốt 20 nữa này. Con này thì Email là 6687. Nói chung là cấu hình các thứ như những con kia hết được chưa? Lưng con này này, đấy, lưng con này cũng là lưng uh, mới này nhá, lưng đẹp luôn này nhá, lưng zin, lưng zin theo máy Samsung nhá. Và <laughs> đây cho quý chị xem nhá, lưng còn rất đẹp này, khung các thứ còn rất đẹp nhá, khung viền này. Đấy, khung quyền các thứ gì cho quý anh chị xem luôn này Còn tương đối là đẹp nha Tổng quan đẹp, con này cũng 6 triệu rưỡi IMEI là 6687 Máy 2 SIM sóng màn hình cũng có sức lông mèo Như hình này nhá Có sức lông mèo như này cũng khá là ok Nói chung là chấp nhận ok nhá Con này thì dán PPF là đẹp thôi Có sức lông mèo như này dán là đẹp Có một cái chấm kim ở đây này đấy và có chấm ở đây chấm bé thôi ở đây nữa nói chung là có vài cái chấm kim bé bé cả nhá nói chung là màn vẫn đẹp không ngủ ám không phân màu gì giá con này là sáu triệu rưỡi email là sáu sáu tám bảy ram mười hai bổ nhớ một hai tám hai sim hai sóng cam cụm ngon hết s pen đầy đủ chức năng có vẽ viết đầy đủ có điều khiển từ xa anh chị nha rồi thì để qua đây đi Đấy. Anh chị đặt hàng lên hệ em Huy nhá 0933 600386 Em lên thêm cho quý anh chị con này nữa Nốt 9 này, con này giá là 3 triệu 380 nghìn đồng Thì con này thì email là 2710 nhá, 2 sim 26 gram 8 bộ nhớ 512 g Máy bạn ha, đã lên 2 sim Khung viền này em đánh giá tương đối là ok nhá cả nhà nhá Không vấn đề gì cả, màn hình thì kính đẹp Màn cũng đẹp, không là mố, không phân màu gì quý anh chị nhá Và có một cái đốm kim rất bé bên mép này thôi Đây, Cùng với một cái chấm bé bé ở đây nữa Thì để cho quý anh chị mức giá rất là hợp lý Là 3 triệu 380.000 đồng thôi Trong video hôm nay giảm 80.000 Lý do con máy này là máy bị bom Thì giảm 80.000 là còn 3 triệu 3 tròn Ram 8 bộ nhớ 512GB Email là 2710 được chưa 3 triệu tròn thôi em khoanh giá cái nhá chứ không là đến khi khách hàng gọi đến em lại không biết hoặc là các bạn bán hàng không biết Đấy, à, anh chị đặt hàng liên hệ trực tiếp 0933 600386 giúp em nhé tiếp tục một con nữa này <laughs> con này thì là con Samsung Note 9 con này giá là 3 triệu 380 000 đồng thôi email là 9250 RAM 6 bộ nhóm 128 máy 2 sim 2 sóng lưng này lưng còn đẹp nhé nhá Đấy lưng zin uh, đẹp của anh chị nhá khung viền thì uh, còn siêu luôn còn siêu cái bóc cái siêu này ra như thế nào nhỉ? Đấy, còn cái siêu viền này. À, khung viền này là zin nhá Đấy, zin luôn còn siêu nhá Nhưng mà cạnh dưới thì hơi bị cấn một chút viền Còn các góc thì còn đẹp cả nhá Đây cấn một chút bên cạnh bút thôi s -pen thì vẽ viết bình thường Có điều kiện từ xa của anh chị nhá Rồi, xin lỗi của anh chị, đây cho em xem, anh chị xem này s -pen này vẫn là từ nốt 9 lên là có điều kiện từ xa này cả nhá Máy đốm thì sẽ không lắp s -pen điều kiện từ xa đâu Máy màn lành thì sẽ lắp nhá Đấy, bấm này, rung ring đúng không Thử nhá, em sẽ thử này, những cái tính năng này Cho xem là có những cái tính năng gì nhấn một lần là chụp quay nhấn hai lần là chuyển máy ảnh được chưa thì những đời cao đấy, hai lần này cam sau bấm một lần chụp đấy nói chung là chức năng ok la nhá màn hình thì cho quý chị xem này màn hình con này thì cũng có phân màu nhẹ thôi rất nhẹ thôi email là ba 3... email là chín hai năm giá là ba triệu tám tám mươi nghìn nhá tiếp tục lên thêm một em đốt chín nữa quý vị chị này con này thì giá nó cũng rất hợp lý là bao nhiêu là à... 4 triệu mốt thôi, email là 6563, RAM 6, bộ nhớ 128 nha Con này thì lên cho quý anh chị xem này, con này thì màn hình nó cũng gọi là đẹp, không ngù ám, không phân màu gì Màn rất đẹp nhá, không viền thì cũng còn tương đối đẹp trong thời gian, có cấn nhẹ một chút đây thôi Giá để quý anh chị là bao nhiêu, con này là 4 triệu mốt thôi, email là 6563 nhá Máy móc zin, ngon lành hết, quý anh chị nhá, bút đẹp bên điều khiển từ xa, phải viết đầy đủ quý anh chị nhá rồi tiếp theo em xin giới thiệu quý anh chị thêm một sản phẩm đó là Google Pixel anh chị ạ. Mã này thì em đặt là số lượng cũng khá là lớn nhưng mà ở bên Mỹ người ta gợi về thì không có nhiều nhá. Cái này thì ở Mỹ gợi về thật. <laughs> không phải Mỹ tho đâu. Cũng không phải Mỹ đình luôn. Đây, cho quý anh chị xem này. Pixel 5A 5G. Con này thì được cái là pin nó trâu hơn con Pixel 5 một chút nhưng mà màn hình thì tần số quét nó thấp hơn một chút đấy thì giá thì thật ra hai con này nó không lệch nhau nhiều nó lệch nhau khoảng 300 trăm nghìn bốn trăm nghìn thì tùy nhá nhưng mà thật ra mỗi nơi bán một giá khác nhau con này thì là màu đen nhưng mà nhìn nó cũng xanh xanh anh chị ạ à. anh chị nhìn qua thấy xanh xanh không nó là màu đen nhá cam cụm các thứ thì giống pixel 5 hết con này thì có cái rách 3.5 mm nữa rất là tiện cho anh em mình nghe nhạc Ờ... À vân tay một chạm ngay phía sau này đấy nói chung một tem voi bụng các thứ được chưa cái này là hàng Mỹ gửi về luôn đấy ạ. em đặt ở Mỹ thì đấy là em chơi chạy thật như thế và hàng về không có nhiều nha hôm nay về đúng một chiếc thôi thì hôm sau không biết là về bao nhiêu chiếc nữa em đặt tổng là số lượng là cũng mấy chục chiếc con này sẽ chạy con chip à, đây thật ra thì chắc là em phải reset cấu hình một chút chứ còn nói thật với quý anh chị luôn là là cài xem trong app trực tiếp này nó không chuẩn con này là con này là pixel này 5A này, GSM này. Con này sẽ có là chạy con chip qua con Snapdragon 765 hỗ trợ 5G, RAM 6 này, bộ nhớ 128 nha. Pin trâu nhá, pin 4680 mm con này pin trâu là chắc chắn luôn, 4680. Con này sẽ có là RAM của nó là bao nhiêu? RAM 6, bộ nhớ 128, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 765 hỗ trợ 5G, cam cụng thì uh, nó y chang con kia nhá, cam dòng này định cao luôn quý anh chị ạ. Cộng sạc tai si, mua sẽ tặng sạc cáp nha nha quý anh chị. Loa là vẫn là loa kép nhá cả nhà nhá. Con này loa trên này sẽ là loa dạng là loa bình thường mình nghe nhá. Còn Pixel 5 loa sẽ bé một tí. Tại vì loa Pixel 5 ở đây, nếu mà mình muốn nghe loa Pixel 5 rõ thì mình hãy nghe ngay ở chỗ này. Còn nếu mà mình nghe Pixel 5a thì mình vẫn có thể nghe bình thường ở đây thoải mái con này thì pin nó là 4680 cơ 47 áp suất các thứ thì căng nét nhá những cái dòng này thì pixel thì thật ra khách pixel nó rất là khác những khách khác đó là người ta rất là am hiểu về máy đấy và khách nào cũng như khách nào thôi em vẫn báo rất chuẩn tình trạng máy cho quý anh chị luôn đấy thì mà đẹp không ngồi ám không phân màu dù là nhỏ nhất của anh chị nhá con này em để quý anh chị mức giá là bao nhiêu ạ 4 triệu 780.000 đồng 4780 nhá. 4780. Em nốt lại đây cái. Ôi rồi. Xin phép là 4780 này. Không em quên quý anh chị ạ. Nhiều khi không nhớ đâu. Tí em sẽ lấy cái cái giấy nốt em nốt lại nhá. 4780 nhá. Con này pin khỏe, cấu hình ngon, dùng mượt chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Mở mở máy ảnh cho quý anh chị xem này. Nói chung là máy ảnh không có gì để chê cả chụp ảnh phát nào ăn phát đấy luôn. Với lại nữa là con này nó thật với quý anh chị là cảm biến máy ảnh nó dùng cũng nhiều năm một lần đấy nên là chụp ảnh các thứ này nó rất là sắc nét luôn lấy cái da người này hoặc là lấy cái vật cạnh phối cạnh các thứ rất là tuyệt vời cam con này thì không ai chê cả cả nhà nhá trong tầm tiền này con này gọi là đẹp nhất ý là chụp ảnh đẹp nhất còn nói thật là trong tầm tiền đấy thì có nhiều con cấu hình chơi game ngon hơn con này như V60 chẳng hạn nhưng mà ai thích chụp ảnh đẹp này dùng máy móc nó gọn cầm rất là gọn tay như này thì nên mua con này nhá dùng rất là ok la luôn mượt mà thoải mái ngoài ra thì con này có cái màn hình của nó cũng khá là rộng quý anh chị nhé Màn hình của nó là 36 34 inch. Đấy cũng tương đối là rộng và khả năng quay video chụp hình các thứ rất là tuyệt vời. Máy dùng mượt nhé, cực kỳ mượt luôn. Android thì bây giờ được cập nhật Android mới nhất rồi, Android 13 các thứ. Đấy rất là mượt nhé. Mình vuốt sẽ thấy là máy rất là mượt. Tặng sạc cáp và miễn phí ship toàn quốc cho quý anh chị luôn. Đáng tiền đấy. Em ngày xưa cực kỳ thích dùng Pixel luôn anh chị ạ rất phê tiếp tục lên anh chị thêm một con B 60 nữa này. Con này giá là 3 triệu 880 000 đồng thôi. Con này thì email là 0099 nha, RAM 8 bộ 128. Máy móc thì ok la hết này, lưng đẹp này. Khung viền thì các cạnh em thấy là nó cũng ok đấy. Khung viền các cạnh còn tương đối đẹp nha, có xước sát nhẹ nhẹ thời gian thôi. Con này thì giá để quý anh chị là 3 triệu 880 000 đồng. Thì tình trạng máy ấy là nó như sau nhá. 3880 màn đẹp không là mố mà tại sao giá nó tốt thế nhỉ? Màn cũng đẹp này, không ngả bố một tí nào luôn mà giá có 3880 thôi, em cũng đang tìm hiểu. Xem là tại sao cái máy này nó rẻ như thế. Em không đi vào nên em quên, nhưng mà con này thì hình như em nhớ không nhầm là có thể đã thay chân sạc rồi. Nhưng mà cũng chắc cũng không phải đâu, tại vì đúng rồi, đúng rồi, em nhớ rồi. Con này nó bị xước một chút ở đây cả nhà này, xước một chút ở đây. Nhiều khi không nhớ hết, máy máy móc ok nhưng mà bị xước màn hình một chút này, giá nó rẻ thì chỉ có 3.880.000 đồng thôi. Đây, bị xước một vết ở đây nhá. Đấy, như con này này. Đấy thì giá nó chỉ là 3880 thôi nhá. V60 IMEI 0099 này, quên mất. RAM 8 bộ nhớ 128 chip 865. Plus thêm cho quý anh chị một con V60 nữa nhá. Con này thì giá nó là 3680. Con này giá cũng rất là hợp lý 3680. Sừng lưng đẹp như mới rồi, những cái này không phải check kỹ đâu. À, rượu một tí kính. IMEI là 5440 nhá. Con này rượu một tí kính này. Rượu một chút kính ở mép mà thôi, rất bé nhá. Một chút bên ngoài thôi, không vào màn hình một tí theo nào cả, một chút bên ngoài viền thôi. Đấy giá là 3680 nhá. 3680 V60 em bán mức giá cực tốt chip khỏe nhá máy rất là trâu bò luôn 3680 đấy hết V60 nhá đến thêm một con nốt chín nữa này à, xin lỗi là nốt 20 xa con này 6 triệu rưỡi email là 1271 ra 12 bộ nhớ 128 tình trạng có đốm nhỏ nhá 6 triệu rưỡi thì màn nó cũng hơi sức lông mèo như này hơi thì cũng đúng nhưng mà nói chung là màn có sức lông mèo như hình đấy dán này nó sẽ đẹp hơn khá là nhiều anh chị nhá còn màn thì cũng xước thật xước uh, tương đối là xước luôn xước tương đối là xước nhưng mà được cái là đốm rất là bé nha Đấy đốm rất là một chấm ở đây bé này Bé luôn Siêu bé nhá Một chấm ở đây cũng rất bé luôn này Con này cũng là 6 triệu rưỡi luôn Đấy, Xem đến cuối video mua những con này cực kỳ rẻ nhá 6 triệu rưỡi mà đốm bé siêu như này RAM 12 bộ nhớ 128 Note 20 Ultra 5G Lên thêm một em Note 20 Ultra 5G nữa nhá Con này 6 triệu rưỡi Email là 6249 RAM 12 bộ nhớ 128 Cũng hai sim hết nhá Bọn này con này lưng thay mới này Lưng thay mới nhưng mà vẫn là lưng zin nha lưng thay loại lưng zin mới đấy con này thì màn hình cũng có đốm ở đây này có ít cây chấm 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 như này thì em để anh chị mức giá cũng rất là hợp lý rồi con này là 6 triệu rưỡi con này thì mức giá cũng rất là hợp lý nha email là 6249 12 bộ nhóm 128 Note 9 thì em còn thêm một cặp nữa, bọn này máy zin màn đẹp không ồ ám là 4 triệu 4 triệu 2, Note 9 có mức giá rất tốt bên em nhé. Cấu hình thì cao, máy cũng tương đối là ngon lành, RAM 6 bộ nhớ 128 và máy zin đét nhé. Mà nó cũng đẹp không ồ ám, không có phân màu gì. Giá nó lại hợp lý. Đấy, loanh quanh 4 cụ ở Note 9 thôi. Note 9 đợt này còn được tặng sạc cáp nhanh không dây nữa, ngoài ốp lưng và mà dán màn được tặng cố định rồi. Sẽ được tặng một bộ sạc cáp nhanh không dây, cực kỳ chất lượng của Yoshi như thế này nhé và một cái bộ cụ cáp nữa, rất là ok luôn. Nói chung là rất là sành điệu, nốt 9 thì nên, nên chọn nhé. Mã này em về rất nhiều nên em có một chút khuyến mãi cho quý anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem và chúc quý anh chị có những phút giây xem video vui vẻ. Thân chào và hẹn gặp lại. Bye bye.